Dạ. Lời nói đầu tiên, Út Hà mến chúc quý cô chủ, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể em Út trên đường like ha. Một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Thì hiện tại Út Hà cũng đang chuẩn bị để về Long Xuyên để đi bạc liêu, đi bên phái đoàn từ thiện đó cả nhà. Rồi cho nên là Út Hà cũng đi qua, đi ngang qua nhà chim sâu ghé thăm nó, sẵn like một clip để cho bà con xem ha. Rồi Út Hà tiếp tục đi, mấy hôm gài cũng lâu không có đi thăm nó, là nghe nói hôm qua bảo là bị con chó cắn vậy đó, để qua thăm nó coi sao. Mình sao nhà cửa đóng cửa em ghe chân nè. Có nhà không Phụng? Phụng ơi, Phụng à, có nhà không Phụng? Cửa sau có mở. Phụng ơi, có nhà không Phụng? Phụng ơi, mất cửa, đóng cửa, mất tiêu hết rồi. Phụng ơi, dám ngủ giờ này chưa, hức lắm à. Phụng, Phụng ơi, Phụng, nằm ngủ hoài luôn ha, lông nó chạy về chảnh rồi kìa, hay chưa Phụng? Nói vậy cho nó nghe nó giật mình hết kìa. Phụng, chìa khóa con mở trong là nó có nhà cả nhà. Phụng ơi, dép cũng ở nhà nữa nè. Vậy đó hả? Giờ này ngủ chưa hết luôn đó hả? Bởi vậy hết sức luôn mà. Ngủ chỗ này sao mà ăn gì được? Phụng ơi, ê, mở cửa ra được luôn nè. Có ai ở nhà không nha? Ôi, trời ơi, quen nha, đừng bụp tao nha. Trời ơi, ngủ tới giờ này chưa hết nữa hả? Kêu ở trong nhà mà kêu Phụng ơi, Phụng à, nín thinh gì? Chó cắn làm sao, có sao không? Hả? Đâu, đưa mẹ coi coi. Ngủ gì mà ngủ dữ hằng vậy thiên địa ơi. Đâu? Nó lành rồi đó hả? Đau không? Giờ nó có bị nóng lạnh gì không? Có, sổ mũi. Cái gì? Sổ mũi. Sổ mũi không hả? Có nóng lạnh không? Có. Rung á, nóng lạnh là mình rung á, có không? Giờ lông đâu rồi? Trời ơi, không biết đi đâu. Ngủ vậy đó rồi lả nó về chảnh luôn rồi sao? Hả? Thứ bảy đi số. Thứ bảy, bữa nay thứ bảy nè. Nay thứ bảy nè. Mới đầu luôn. Nó không có nghe vợ nói. Mà kêu ngủ chi dữ vậy? Bữa nay là ngày thứ bảy nè. Rồi có gì ăn cơm không mà ngủ dữ vậy? Hả? Trời ơi, khui lên coi. Gì đây? Ủa sao nội trách chứ? Hết trơn rồi, cái gì? Nó khói ăn chán. Nó đắp không ngủ luôn. Này gì vậy? Nồi lẩu hả dạ? Lẩu để có mì vô nó gàn luôn hả dạ? Con tại điện nó rồi, nó về dạ, nó kêu mua cái lắp mượn rồi. Vì sao con không điện? Sao con không điện? Điện không được. Cái gì? Điện không được. Điện bằng số? Gì? Điện bằng số? Có khó nè. Thì điện Zalo không được rồi, điện bằng số, nó mới làm Zalo cho con hả? Có làm. Có điện Zalo được không? Không điện Zalo được thì điện bằng số. Trời ơi, ngủ gì dữ vậy ông làng ông địa ơi. Sáng mình phụ nữ phải thức dậy dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp nhà cửa. Coi cái bàn coi nè, mấy cha nội mẹ ơi. Như vậy đàn ông nó chán chết luôn rồi Phụng ơi. Điện được không? Bữa nay mẹ đi về chảnh rồi đó nha. Mẹ nói rồi, nó mua
Bữa nay thứ bảy mà mẹ đi thứ hai mẹ về. Gì vậy? Lô gì mày? Nghe chưa có. Ngủ gì mà ngủ quá trời ngủ. Điện bấm trên đây nè. Điện ai vậy? Trời Phật ơi, điện lắm điện. Điện phải điện trên đây nè. Dụ này có Zalo điện nữa ta. Ngủ gì mà giờ này mọt giờ rồi. Không bắt máy rồi. Ủa mua thêm hai con gà nữa là bốn con hả Phụng? Giờ con trống con mái, con trống con mái luôn hả? Chưa có vợ có chồng. Nãy vô mà không thấy bốn gà nữa chứ. Rồi đó rồi, điện lỏng được rồi, điện cô Năm gì đó điện đi. Đây bốn gà dạ anh. Bốn gà mái nè, ủa bốn gà ác nè. Thôi đứa này cũng cũng thích nuôi mấy con thú vật nữa nhỉ, gà chó. Điện lắm không bắt máy, điện hoài. Sao mày ngu vậy hả? Phụng là chủ nhà mà sao con cạp mà hả? Con giỡn hay gì mà con cạp chạy dò luôn hả? Hả Bông? Bông khôn. Khôn mà con cạp chủ nhà luôn ha. Nó không bắt máy thì thôi điện hoài. Bởi vì nó không chịu làm Zalo. Phải rồi, nhiều khi ta vẫn gì ta không bắt máy điện hoài, chút nó điện lại. Điện mẹ cũng vậy, điện trái máy luôn, điện liên 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 xì bóc luôn. Anh ơi mua bánh rau vợ ăn hai cái. Ơi nó vậy đâu có được, để coi quỷ đi con nhận vô đây nè, dịnh vô đây mới nói nè. Không ơi, mua hai bánh rồi vợ ăn. Bó tài luôn, thức dậy không thèm ăn cơm, mua bánh bao ăn hả? Bánh bao cho vợ ăn. Mua là hết hai cái rồi. Ăn năm ăn mấy cái ăn năm cái rồi. Ăn bánh bao không trừ cơm vậy hả? Nè, mình phụ nữ nè, sáng mình phải thức sớm dẹp dọn nhà cửa rồi nấu cơm, rồi kêu thằng Long nó đi mua đồ ăn đồ về, rồi nó xúm nhau hai vợ chồng cùng nấu cùng ăn cho nó vui. Cái gì mà nằm ngủ tới giờ này 1-2 giờ chiều mới thức dậy, rồi thức dậy mua bánh bao ăn. Không biết là nó đâu có còn gọi là gia đình nữa, biết không? Không. Gạt 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 đầu mà không có chịu thức sớm, có cái đặc gì vậy? Bằng đêm bộ thức khuya dữ lắm hả? Bằng đêm thì sao mà 8 giờ hoặc là 9 giờ vô ngủ, còn đói đó cũng phải 10 giờ vô ngủ. Tôi nghĩ nói chuyện. Điện đi. Mở máy ha. Điện hỏi cô Năm ơi, Long đi đâu mất tiêu rồi. Điện lại coi. Điện cái nói gì? Gì? Điện cuộc gọi nhỏ. Ba điện con hai cuộc gọi nhỏ rồi con không điện lại. Rồi. Ba điện con hai cuộc gọi nhỏ nè. Hỏi gọi mới đi. Không hỏi thôi bà, cô Năm hỏi con cái gì? Rồi lấy nấu mà.
Lấy số mà ngủ tới giờ này rồi lấy số chừng nào bán? Đi bán chảnh hả? Chị Mai hả? Đại, quay phim đó nè. Chị biết đó. Đang bị cho nó nói chị điện hôm qua điện nó mẹ bị cho con bị chó cắn mới qua coi làm sao. Mà dạ con chó nhỏ nó cạp cạp vậy mà. Chứ không phải nó cắn. Thôi chị đang làm tắt máy đi. Ngủ gì mà có ai mà như vậy không trời, ngủ gì tới 2 giờ 15 mới thức vậy. Ta nè, ở nhà nè, mình là phụ nữ nè, mình phải lau chùi nhà quét cửa dọn dẹp. Quét hoài gì, nhìn cái nhà này 3 ngày chưa quét nữa, đừng nói quét hoài cái nè, thấy mà ghê, 10 ngày chưa quét nữa. Ghê vậy nè, rồi sao mà được. Chết rồi, vậy cũng đòi thờ ông địa, ông thần tài mẹ Quan Âm. Thờ xong rồi bỏ luôn. Thờ rồi không lau chùi dọn dẹp mà thờ làm chi chàng. Chị làm cho chị đâu? Chị ơi, làm cho tắt máy chị ơi, chị đang làm đây. Chị làm cho người ta mà. Chị tắt máy đi. Chị cắt đó, cắt đâu, cắt rồi. Bấm vô nút đỏ đó. Con bấm vô đây. Đâu rồi? Dạ rồi, tắt cái gì rồi? Nè. Nè bấm vô cái hình nè. Bấm vô cái hình nè. Đâu quay lại coi. Rồi bấm vô cái nút đỏ này nè. Ừ. Rồi đó. Mưa mốt là biết tắt rồi phải không? Biết điện mẹ không? Biết không? Rồi. Biết điện mẹ không? Rồi. Biết điện mẹ không? Mẹ dạ. Mẹ dặn là làm cái gì? Dặn làm gì hả? Dặn sáng ngủ vậy nè thì phải lau nhà rồi nấu cơm ăn rồi kêu chồng về làm đồ ăn nè, đừng ăn với nhau cho vợ chồng ăn chung cho nó vui gì à, bộ lót cái ổ mình bển tối cho bé chó ngủ bên đó đó hả? Ngủ ngoài á. Rồi sao lót cái ổ bên đó gì vậy? Quậy á, vô cổng nó lạ. À lót cái ổ cho nó nhưng nó không có chịu phải không? Ừ, kêu ngoài luôn. Rồi nó vô là nó la lên phải không? Ừ. Trời ơi sướng quá ha, em bé ngủ có gối ôm có mền nữa hả? Nè. Đi đâu bây giờ á? Dám sủa tôi hả? Cái đó gì á, phụng cái hộp trắng trắng là gì ạ? Ngồi nhà đó. Cái gì? Nó nhà nè. Là cái gì? Đồ lau nhà hả? Ừ, lạy á. Ồ, bấm điện thông minh nó bò nó đi lau hả? Ừ. Trời trời, chơi sang vậy? Rồi còn xài được không? Được. Quá trời quá sang luôn. Rồi giờ Long đâu, điện không được rồi, bây giờ biết đa chồng ở đâu. Nó ngủ chi cho giữ thằng không, chồng đi mất tiêu chưa hay nữa. Vậy đó rồi, nó đi đâu rồi, làm gì sao mình biết được. Mình ngủ mà mốt phải thức sớm. Thức dậy nè, phải vệ sinh cá nhân rồi quét dọn lau chùi sạch sẽ. Đặng chồng mình nó thấy mình sạch sẽ nó mới thương. Hồi nãy cô Năm nói kêu chị á, con bữa đó cô Năm kêu con lớn nghe cô Năm nói đâu. Ừ vừa tội. Cô Năm nhắc nhở cho làm ăn cũng không chịu thức nữa. Con thấy con nhớ bữa hổm cái con nhỏ gì. Nhỏ gì bữa hổm xuống nhà con kỳ hổm con Hường phải không? Nó xuống con thấy nó lau chùi nhà cửa không? Ta là đàn bà vậy đó, người ta mới bởi vì người ta mới phải là đàn bà. Nó xuống nhà con nó vô nó quét dọn rồi nó lau chùi, nó cầm đồ lau, nó đẩy, nó lau lia lịa hết trơn thấy không? Mẹ. Ừ. Con phải tập người ta vậy đó. Cho chồng mới yêu được. Khỏi yêu không được nữa. Ừ. Làm gì con đi. Làm gì vậy? Trời ơi trời. Tôi thấy một đống chén mà sần nước kìa, chưa rửa nữa kìa. Trời ơi, cái gì cũng bề bộn bê tha. Rồi mua cái bình xịt này, xịt cái gì nữa hả Phụng? Không nói hoài á, không nói á. Bây giờ á, không mua mấy đây. Giờ tôi rửa cái con quay. Lại đi nó kêu mừng. Ai biểu con ngủ tới chưa? Ta ngủ người ta thức dậy, ngủ tới giờ này 2 giờ mấy, gần buổi chiều luôn mới thức. Quá vậy cái đầu tủ thôi nè.
ta ngủ gần chiều rồi mới thức rồi, biểu người ta ở ở đợi ai đợi ngủ, người ta phải sáng người ta thức dậy rồi buổi trưa, ví dụ không có việc gì làm ta muốn ngủ thì ta ngủ lại. Thuốc gì dữ hả, để nhiều dữ hả? Thuốc không, thuốc trị bệnh gì hả? Não hả? Nè đang sống hả? B12 thì sao uống bao nhiêu thì lấy ra bao nhiêu, sao đổ ra chi một đống vậy? Uống bốn người hiểu rồi, uống 12 uống 2 viên. Cái nào uống thì uống, cái nào không uống thì cắt lên gì để một đống vậy. Uống cái mẹ cho thai dĩ thôi. Rồi thôi giờ mẹ đi về nha, tôi đi về trên Long Xuyên nữa nha. Đúng rồi. Như vậy chở con ra ngoài phải không, ra Kinh Tư phải không? Ừ, đi đóng cửa đây, tôi cho có gian đi ra kiếm chồng phải không? Chải cái đầu ra, cũng kệ mẹ nó đi, à chải đầu cho sạch sẽ ra, cho nó thơm tho sạch sẽ coi. Thì chở ra ngoài Kinh Tư phải không? Ừ, ngủ vậy đó, ngủ mà sáng là nó đi ra ngoài nó chơi một cuốc, một là tới 2-3 giờ chiều nó mới về, tại nó biết thằng ở đây ngủ luôn, ngủ cho đã mà, nó cũng đâu có về sớm đâu. Rồi đấy đi, rồi ra đây tôi chở cho đi nè, cho có gian nữa tôi đi về luôn. Dạ, hai gà mái hai gà trống. Thức ăn đổ quá trời nhiều luôn rồi. Ừ, gầy giống đi, mơ mốt nó đẻ ra nhóc con hết. Thôi Út Hà xin kết thúc video đây ha. Mến chúc quý cô chú, quý anh chị, toàn thể em Út trên đường lai là chúc sức khỏe, là chào thân thương nhất nha. Dạ, hẹn gặp lại video lần sau. Dạ, không gài lâu quá, Út Hà cũng không có đi quay đó. À, cũng nhờ quý khán giả ủng thương tình, ủng hộ, giúp cho Út Hà đăng ký, giúp cho lượt đăng ký, lượt like nha cả nhà. Dạ.